Xin chào các bạn, Thu mới từ công ty về nhưng mà hôm nay cũng có rất nhiều tài liệu thường muốn chia sẻ với các bạn Và trước khi mà chúng ta đi vào chi tiết cũng như thường lệ đây chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Bây giờ chúng ta nhìn vào Core Market Cap các bạn đã thấy là trong cái top 10 này không có nhiều sự thay đổi về mặt giá cả so với cái video Thu đã chia sẻ hồi sáng này chúng ta thấy là phần đông các đồng đều đã đi hàng ngang và nếu chúng ta nhìn vào cái top 100 này thì những đồng như là Raven hôm nay cũng đã lên 17,53%. Chúng ta biết là đồng này ngày hôm qua cũng đã đi xuống một phần và hôm nay cũng đã bắt đầu hồi phục lại. Cái đó là Mobile Girl, chúng ta cũng đã nói tới trong cái video thằng đã chia sẻ hồi sáng này. Bây giờ đã tiếp tục lên 14,64%, Metaverse lên 13,13% ,13 và Komodo lên 12,92%. Cái đó là đồng Stratus đã lên 12,24%. Nhưng mà nào mà giữ những đồng này thì cũng chúc mừng các bạn Nói về những đồng nào mà xuống nhiều nhất trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua chúng thấy là đồng drop Hill đã xuống 14,85% Kế đó là đồng Bitcoin Diamond đã xuống 9,98% Thực ra đồng Bitcoin Diamond này hôm nay cũng có một tin tôi muốn chia sẻ với các bạn Chúng ta sẽ nói tới tin tức này một lát nữa các bạn có thể thấy là trong vòng mấy tuần vừa qua thị trường crypto đã đi hàng ngang nhưng mà thị trường chứng khoán của Mỹ thì không may mắn như là thị trường crypto chúng ta nhìn vào thì các bạn đã thấy được là ngày hôm nay đã xuống rất nhiều. Thị trường Dow của Mỹ ngày hôm nay đã xuống 608 điểm, có nghĩa là 2,4%. Bây giờ chỉ còn có 24.583 điểm. Thị trường S&P hôm nay cũng đã xuống 85 điểm, có nghĩa là 3,1%. Bây giờ chỉ còn có 2.656 điểm. Thị trường Nasdaq là một thị trường mà có nhiều cái chứng khoán công nghệ đã xuống 329 điểm, nghĩa là 4,4%. Bây giờ chỉ còn có 7.108 điểm. Chúng ta thấy là những thị trường như là Dow những ngày mà cao nhất là ngày 3 tới tháng 10 năm nay thì bây giờ đã xuống 2191 điểm so với cái điểm cao nhất ngày 3 tới tháng 10. Thị trường S&P đã mất đi 285 điểm so với cái ngày cao nhất năm nay là ngày 20 tới tháng 9. Thật ra ba thị trường mà chúng ta mới vừa nói tới từ đầu năm nay cho tới bây giờ chúng ta thấy đã bị lỗ không còn có lời nữa. Thì lý do tại sao mà thị trường chứng khoán của Mỹ là đi xuống quá nhiều trong thời gian gần đây? thì cũng không có gì là lạ chúng ta cũng đã chia sẻ rất nhiều đó chính là những sự lo ngại liên quan tới thuế trên nhập khẩu liên quan tới ngân hàng trung ương của Mỹ tiếp tục tăng lãi suất và liên quan tới các cuộc chiến thương mại giữa Trung Mỹ thì lý do tại sao mà ba điều này ảnh hưởng xấu với thị trường thì cũng đã thường hay chia sẻ trong các video trước đây và các bạn cũng đã thấy được là càng ngày cái sự lo ngại liên quan tới những việc này lại càng lớn hơn và có rất nhiều người nghĩ là thị trường chứng khoán của Mỹ sẽ tiếp tục đi xuống trong thời gian tới đây các bạn cũng đã thấy là thị trường chứng khoán đã đi xuống thị trường crypto thì lại đi ngang nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào một thị trường khác đó chính là thị trường vàng thì các bạn cũng đã thấy được là thị trường vàng cũng đã tăng lên trong vòng 2 tuần vừa qua. Chúng ta đang nhìn vào biểu đồ của GLD, đây là Spider ETF của vàng. Các bạn cũng đã thấy là từ ngày 10 tây tháng 10 năm 2018 cho tới ngày hôm nay cũng đã tăng lên khá nhiều. Chúng ta thấy là tăng lên khoảng chừng là 112 điểm, bây giờ đã lên tới là 117 điểm. Thì đây cũng là một dẫn chứng cho chúng ta thấy được là thị trường vẫn coi trọng vàng khi mà thị trường tiền từ chứng khoán đổ ra thì lại đi vào thị trường vàng. Khi mà chúng ta nói tới thị trường vàng, cái sự liên quan giữa vàng và chứng khoán thì chúng ta cũng đã biết là chúng ta có rất nhiều tài liệu. Tại vì thị trường vàng đã có rất nhiều năm và thị trường vàng vẫn là một thị trường mà nhiều nhà đầu tư cảm thấy là an toàn hơn. Cho nên khi mà thị trường không ổn thì tiền sẽ dồn vào vàng. Nhưng mà cái sự quan hệ giữa thị trường crypto và thị trường chứng khoán chúng ta vẫn còn chưa có rõ. Ít ra đối với Thuận, Thuận vẫn còn chưa có đủ tài liệu. Cho nên Thuận cũng đã đưa ra một cái bài viết bỏ phiếu ở trên Twitter. Câu hỏi là thị trường chứng khoán của Mỹ tương quan với thị trường crypto như thế nào? Thì phần đông các bạn 47% nói là vẫn chưa biết, 21% nói là tương quan nghịch nhau, thì cũng cùng cái số đó là 21% nói là tương quan thuận với nhau và 11% nói là không có liên quan. Thì bài này đã được bỏ 66 phiếu. Các bạn nghĩ sao về tài liệu này? Thì cũng nghe nói là ở Việt Nam có thể là Twitter không được hoạt động. Thì điều này có phải là thật hay không các bạn hãy comment ở phía dưới. Và những bài nào mà không có dịp để mà bỏ phiếu thì hãy comment ở phía dưới để thuận thấy được suy nghĩ của các bạn về cái sự quan hệ giữa thị trường chứng khoán Mỹ và crypto. Còn nói về vàng ETF thì Thuận cũng đã đăng một cái bài viết chia sẻ trên Twitter, ở trên Facebook và trên Telegram và nói là vàng ETF được chấp thuận tháng 3 năm 2003. Nhìn vào giá vàng thì câu hỏi bây giờ là Bitcoin ETF có khả năng ảnh hưởng Bitcoin như là vàng ETF ảnh hưởng vàng hay là không? chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này đây là tài liệu được chia sẻ bởi Heidi ở trên Twitter chúng ta thấy là sau khi mà vàng ETF được chấp thuận năm 2003 thì giá vàng đã tăng lên rất cao thì bây giờ chúng ta có phải sẽ nhìn thấy được cái sự tương tự khi mà Bitcoin ETF được chấp thuận hay là không còn về lý do tại sao mà khi mà vàng ETF ra đời thì giá trị vàng lại tăng lên rất là cao như các bạn thấy ở trên màn hình thì cũng rất là dễ hiểu tại vì chúng ta thấy là vàng ETF sẽ dễ dàng mua hơn là vàng nghĩa là những người nào mà chơi chứng khoán có thể sử dụng chương một chứng khoán để mà mua vàng etf thì tiền bạc sẽ đi vào thị trường này dễ dàng hơn làm cho vốn hóa tăng lên làm cho cái nhu cầu của etf giá trị vàng cũng sẽ tăng theo thì khi mà chúng ta nhìn vào bây giờ các bạn đang thấy là mỗi một lần khi mà thị trường chứng khoán đi xuống thì cái số tiền khi mà họ bán cổ phiếu hoặc có thể dễ dàng để mà mua vàng etf nhưng mà nếu như mà vàng không có etf thì thường nghĩ là cái sự tương quan cũng sẽ giảm đi Tại vì chúng ta biết là nếu như chúng ta phải đi mua vàng chính thức là sẽ khó khăn hơn. Đó cũng là một lý do tại sao mà nhiều người trông chờ Bitcoin ETF để chúng ta có thể thấy được cái sự dễ dàng đưa tiền vào thị trường này. Còn về Bitcoin ETF thì có rất nhiều bạn hỏi thuận là tin tức mới nhất liên quan tới cái vấn đề này là như thế nào. Thì ngày hôm qua thường cũng đã chia sẻ một cái bài viết ở trên Twitter, ở trên Facebook và ở trên Telegram nói là Telegram Noiner nói là có thể xác nhận sau các cuộc thảo luận của SEC Bitcoin ETF là hoàn toàn có thể được chấp nhận đầu năm 2019. Điều này có nghĩa là sàn BAT, sàn BAKKT, cái sàn mà thuộc công ty mẹ của sàn chứng khoán của New York NYSE, tương lai sẽ giải quyết rất nhiều yêu cầu mua Bitcoin và ETF trong vòng 6 tháng tới. Số lượng Bitcoin cần có thể rất lớn. Điều mà các bạn cần biết, thứ nhất là đây là câu nói được đưa ra bởi Rand Neuner. Rand Neuner như bạn nào mà không rành là người dẫn chương trình Crypto Trader của đài CNBC của châu Phi còn cái đó nữa khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu này thì đây không phải là lời nói chính thức được đưa ra từ ban quản lý chứng khoán của hoa kỳ đây chỉ là những câu nói mà đã được nói tới trong các cuộc họp khác nhau dù sau đi nữa chúng ta thấy đây cũng là một tin tức khá khả quan và thuận vẫn tin là chúng ta sẽ được chấp nhận bitcoin etf vấn đề là đề xuất nào và khi nào đó mới là điều quan trọng đây là tin tức mới nhất liên quan tới bitcoin etf thường muốn chia sẻ với các bạn chúng ta bây giờ hãy nói tới một tài liệu khác thường đã chia sẻ với các bạn ở trên Twitter và Facebook và Telegram đó chính là liên quan tới phần trăm lạm phát của một số nước từ năm 2017 tới năm 2018 thì tài liệu này đã được đưa ra bởi TradingEconomics.com thì chúng ta thấy được là một số nước lạm phát rất nhiều chúng thấy là Venezuela điều này chúng ta cũng đã chia sẻ khá nhiều trên channel này đã lạm phát là 488.000% Sudan 68% North Korea nghĩa là Nam Hàn 55%, South Sudan 49%, Argentina 40%, Central African Republic 38%, Iran 31% và Syria 27%. Chúng ta thấy là những nước mà có cái số lượng lạm phát lớn như là cái nhà nước in ra quá nhiều tiền làm cho giá trị tiền không còn thì những nước này thường là những nước gặp rất nhiều khó khăn về mặt tài chính hay là về những mặt liên quan tới chiến tranh thì chúng ta cũng đã thấy được là nhiều bạn hỏi thường là Việt Nam là bao nhiêu phần trăm chỉ có 3,98% phần trăm lạm phát. Một điều khác nên tôi thường muốn chia sẻ với các bạn, trước hết chúng ta hãy nhìn vào tài liệu lạm phát của nước Mỹ. Các bạn thấy là tài liệu lạm phát của nước Mỹ, nếu như mà chúng ta lên Google thì các bạn thấy được là họ nói chỉ có là 1,9% năm 2018, năm 17 chỉ có 2,1% năm 16 chỉ có 2,1% và năm 2015 chỉ có trăm Điều mà các bạn không biết ở đây, đây là những tài liệu được đưa ra bởi các quốc gia chứ không phải là tài liệu chính thức. Chúng ta cũng đã biết những bài nào mà ở Mỹ thì cũng đã biết là năm 2018, sự lạm phát thực sự đã lên rất là cao, lên hơn 1,9%. thì một câu hỏi mà nhiều bạn có thể là muốn hỏi tại sao một số nước lại cố tình để cái mức lạm phát nhật, à, ít hơn là thực sự thì điều này cũng rất dễ hiểu nếu như chúng ta nhìn vào những nước như nước Mỹ thì cái phần trăm lạm phát là sẽ liên quan tới rất nhiều điều nhất là liên quan tới phúc lợi xã hội liên quan tới lương của những người mà đi lính liên quan tới những người mà làm việc cho những nhà nước lương của họ cũng sẽ liên quan tới cái phần trăm lạm phát cho nên khi mà phần trăm lạm phát mà đưa ra quá cao thì lúc đó họ phải chỉnh lại những cái phần đó làm cho ngân khố của Mỹ sẽ bị hao tổn cho nên họ có nhiều lý do tại sao phải để cái phần trăm lạm phát ít hơn là cái số thực sự đó là điều mà các bạn cần phải biết liên quan tới những phần trăm lạm phát mà các bạn thấy ở trên mạng. Tin tức kế tiếp chúng ta sẽ nói tới đó chính là tin tức liên quan tới đồng Tether. Và bây giờ tin tức này nói là đồng Tether đã quỷ đi thêm 500 triệu đồng USDT. Đây là tin tức được đưa ra bởi công ty Tether trên Twitter chính thức của công ty này. Và nếu như mà chúng ta nhìn vào ở trên mạng lưới của blockchain của Tether Omni Explorer, các bạn đã thấy là 500 triệu cái token của Tether này đã bị quỷ đi. Bây giờ thì có rất nhiều tin đồn liên quan tới đồng Tether và sàn Bitfinex và có nhiều người có rất nhiều sự nghi ngờ khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu được đưa ra bởi Coindesk Bài viết này nói là cái ví chữ lạnh của Bitfinex bây giờ đã mất đi 100.000 đồng Bitcoin tổng cộng từ cái số lượng mà họ thấy hồi tháng 9 thì nhiều người nghi ngờ là họ dùng cái số lượng 100.000 đồng Bitcoin này để mà mua lại đồng Tether để mà cố tình đẩy giá đồng Tether lên cái mức là 1 đô la các bạn thấy là đồng Tether bây giờ đã trở lại là 99 cent tuy nhiên vẫn còn thấp hơn so với trước đây là một đô la nhưng mà dù sao cũng đã hồi phục lại khá nhiều so với cái mức Cách đây khoảng chừng vài ngày là chỉ có 96 cent, 97 cent chúng ta đi trở về cái tài liệu này thì một số người nói là bây giờ sàn Bitfinex đang cố tình để mà đẩy giá đồng Tether lên hay là muốn đưa lại đồng Tether cho công ty Tether để mà quỷ đi coi như là họ không muốn sử dụng đồng này nữa chúng ta vẫn không biết là thật hư là như thế nào nhưng mà giám đốc của sàn Bitfinex Casper Rapperson nói là cái điều mà 100.000 đồng Bitcoin này mất đi khỏi sàn là không liên quan gì tới cái việc là đồng Tether được mua hay là được quỷ đi. Thì một điều khác nữa là công ty Tether lúc nào cũng đã nói là cái số lượng mà bị họ đốt đi hay là quỷ đi đó chính là cái số lượng đồng Tether được khách hàng trả trở về công ty để mà công ty trả tiền trở về những khách hàng đó. Nhưng mà chúng ta biết là cái số lượng mà mất đi trong vòng mấy ngày vừa qua là rất nhiều, mấy trăm triệu đô la, gần cả tỷ đô la, nhưng mà không có bất cứ một khách hàng lớn nào đứng ra nói là họ đã gửi cái số đồng tether này về để mà rút tiền ra. cho nên nhiều người có rất nhiều cái sự nghi ngờ là thực sự mà nói là không có ai trả về đồng tether, chỉ có là sàn bitfinex dùng tiền của sàn để mà mua lại cái số này và đốt đi. một tin tức khác liên quan tới đồng tether và cũng liên quan tới coinmarketcap.com, trang web mà chúng ta thường hay vào để mà xem xét giá cả. Thì tin tức này chúng ta nhìn vào thì bây giờ là coinmarketcap.com là không có tính những cái dữ liệu giao dịch trên sàn Bitfinex giữa đồng USDT và đô la nữa. Tại vì sàn Bitfinex nói là hiện bây giờ trên sàn không có giao dịch USDT với đồng đô la. Nghĩa là các bạn không thể đổi đồng USDT ra đồng đô la. Cho nên những cái tài liệu giao dịch này là không đúng. Thì bây giờ cũng có một sự tranh cãi tại vì coinmarketcap.com nói là những tài liệu này là lấy trực tiếp từ cái API của Bitfinex. Nhưng mà Bitfinex nói là tài liệu này đã không đúng. Và hiện bây giờ thì chúng thấy là cái tài liệu này cũng không có được tính vào ở trong coinmarketcap.com nữa. Thì một điều khác chúng ta phải nghĩ tới là sàn Bitfinex cũng là cùng một nhóm người quản lý công ty Tether. Thì tại sao trên sàn Bitfinex chúng ta lại không thể thay đổi từ đồng USDT qua bên đồng đô la chính thức? Chúng ta thấy là bây giờ chỉ có một sàn duy nhất mà nhiều người sử dụng đó chính là sàn Kraken. Bởi vì chúng ta thấy tin tức Cách đây khoảng chừng là một hai ngày thường chia sẻ là đã có rất nhiều đồng Tether được đưa lên trên sàn của Kraken để mà họ đổi ra đồng USD. Nếu như mà sàn Kraken cho làm như vậy thì tại sao sàn Bitfinex lại không cho làm như vậy? Đó là điều mà chúng ta phải suy nghĩ tới. Kế tiếp chúng ta sẽ nói tới đồng Bitcoin Diamond, đồng BCD này. Chúng ta thấy là bây giờ đã xuống 10,79% Nhưng mà chúng ta thấy là tuần này cũng đã lên khá nhiều Tuần này thật ra các bạn thấy là đã từ cái mức là khoảng 1 đồng 71, 72 cent Lên đến cái mức cao nhất là khoảng 2 đồng 16 cent Thì một trong những lý do đã được tung ra trong vòng 8 tiếng đồng hồ vừa qua Đó chính là liên quan tới đồng này đã được lên trên sàn của Bitcoin thì thường nhớ là cách đây khoảng chừng vài ngày thường có chia sẻ một tài liệu là đồng Bitcoin Diamond này là được không hỗ trợ bởi một cái sàn khác như là cái sàn đó không hỗ trợ đồng này nữa. Thường không nhớ là cái sàn nào nhưng mà chúng ta thấy bây giờ cũng đã lên trên sàn của Bitum. Và trước khi mà tin tức này tung ra chúng ta thấy đã có nhiều người biết tin nội bộ cho nên giá cả cũng đã đưa lên rất cao. Nhưng mà sau khi tin tức này đưa ra là sàn này sẽ chấp nhận để mà giao dịch đồng Bitcoin Diamond thì giá cả cũng đã đi cho xuống. Và bây giờ cái mức là 1 đồng 88 cent tuy nhiên vẫn cao hơn cái mức mà cách đây khoảng chừng 5-6 ngày. Đó là tài liệu liên quan tới Bitcoin Diamond. Kế tiếp chúng ta hãy nói tới đồng Monero, đồng XMR. Đây là cái biểu đồ mà cái phí giao dịch của đồng này ở trên Bitinfo Charge. Thì điều các bạn cũng đã biết, thường cũng đã chia sẻ là cách đây vài ngày, đồng Monero cũng đã thành công để mà hard fork cập nhật kế tiếp. Và cái phiên bản mới này, một trong những điều là làm cho cái phí giao dịch giảm đi rất nhiều. Và chúng ta thấy đây cũng đã là sự thật khi mà chúng ta nhìn vào thì từ đầu tháng 10 cho tới bây giờ là mỗi một lần giao dịch các bạn phải trả cấp phí là từ 50 cho đến 60 cent cho một giao dịch. Khi mà cập nhật được thành công, chúng ta thấy là từ ngày 19 20 tháng 10 trở lên, một lần giao dịch các bạn chỉ trả chỉ có 1 tới 2 sen Con số này giảm đi rất nhiều, giảm đi gần như là 90%. Thực ra con số phí này gần như là có thể cạnh tranh với những đồng như là đồng uh, Stellar hay là đồng uh, Ripple, đồng XRP. Thực ra không chỉ là đồng Monero, đồng Bar, ngay cả đồng Litecoin. Chúng ta biết là tin tức được đưa ra là đồng Litecoin cũng chuẩn bị để mà cập nhật phiên bản mới nhất, đó chính là phiên bản Litecoin Core 0.17. Thì phiên bản này sẽ làm cho cái phí của đồng Litecoin giảm đi 10 lần Nghĩa là bây giờ đồng Litecoin giao dịch là khoảng 10 cent cho một giao dịch Sau khi cái mạng lưới này được cập nhật Thì mạng lưới này cái phí giao dịch chỉ có là một cent Có nghĩa là có thể cạnh tranh thẳng với đời những đồng như là Monero Thì nhiều người đã nói là cái cập nhật này sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với thu nhập của những thời đào Thực ra mà nói những thời đào trên cái mạng lưới Litecoin cái phí thu nhập liên quan tới cái phí giao dịch thì chỉ có là một phần trăm Cho nên chúng ta thấy được là cái sự hưởng sẽ không có nhiều Và đây là một điều rất cần thiết cho mạng lưới của đồng Litecoin Tại vì chúng ta cũng đã biết là đồng Litecoin là một đồng chuyên về giao dịch Thì bây giờ các bạn đã thấy là ngoại trừ đồng Litecoin ra trên mạng lưới đã có khá nhiều đồng cạnh tranh trực tiếp với đồng Litecoin này một trong những đồng chúng ta thấy là những đồng như là đồng Dash hay là đồng XRP hay là chúng ta mới nói tới đồng Monero cho nên bây giờ mà lưới Litecoin phải nhất định là tiếp tục cập nhật để mà giảm cái phí đi nếu không sẽ không có thể nào cạnh tranh tiếp tục nữa đó là điều mà thường cảm thấy rất cần thiết cho cái mạng lưới đồng Litecoin này các bạn cũng thấy là hôm nay có rất nhiều tài liệu thường muốn chia sẻ với các bạn và hy vọng là các bạn nhận được nhiều tài liệu giá trị trong video ngày hôm nay Tôi sẽ hẹn lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này Các bạn đừng quên nhấn cái nút like Và những người nào mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký vào chương trình YouTube này Để nhận được những thông tin mới nhất Và những người nào mà có nhu cầu liên hệ với Thuận Capital Hay cần link các sàn giao dịch Hay là các sản phẩm liên quan tới tiền kỹ thuật số Thì tất cả các link chính thức sẽ nằm ở phía dưới cái video này Tạm biệt các bạn